kế tiếp nữa là thùng muốn chia sẻ cho các bạn một số những cái cập nhật liên quan tới cái vụ kiện giữa SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và XRP thì có thể nhiều bạn cũng đã nhớ đó là trước khi cái người mà trên màn hình các bạn thấy đây là Jay Clayton thì Jay Clayton là cái người lãnh đạo cũ của SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ thì trước khi mà người này rời khỏi vị trí của mình Thì Jay Clayton đã kiện công ty XRP Và đương nhiên Jay Clayton là đại diện cho SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Và kiện công ty Ripple Nói là đồng XRP là một chứng khoán Cho nên thứ nhất là công ty Ripple đã bán chứng khoán trái phép Không có giấy tờ mà vẫn bán chứng khoán Thứ nhì nữa là trong cái đơn kiện này Nói là những cái người lãnh đạo của công ty Ripple đó trong đó chúng ta có những lãnh đạo như là Chris Larson là làm giá đồng XRP cho nên cái vụ kiện này đó là cái vụ kiện mà đã có thường nhớ là từ cuối năm ngoái rồi trước khi mà Jay Clayton rời khỏi vị trí của mình nhưng mà sau đó chúng ta bây giờ đã có một cái người mới đó chính là không ai khác hơn đó chính là chủ tịch Gary Gensler của SEC nhưng mà vụ kiện này vẫn tiếp tục thì cái vụ kiện này đó gần đây chúng ta có những thông tin nghiêng về cái phía của XRP công ty Ripple hơn thì cái thông tin mới nhất mà nhiều bạn hỏi thường đó là có những cập nhật gì mới thì chúng ta thấy được đó là gần đây có hai điều mà các bạn cần phải quan tâm đến thứ nhất đó chính là công ty Ripple đó cái chiến lược bây giờ là sẽ hỏi SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó là trước đây vài năm thì các bạn thấy được là có một giám đốc của SEC, đó chính là William Hinman. Thì trong một cuộc họp báo đó, William Hinman của SEC đã tuyên bố là Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán. Đây là cái uh, lời tuyên bố vào năm 2018. Thì công ty Ripple bây giờ đó muốn hỏi SEC là tại sao mà William Hinman lại nói như vậy? Có phải là đây là cái lời phát biểu của William Hinman hay là phát biểu đại diện cho ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ? và nếu như mà làm đại diện cho bang quản lý chứng khoán hoa kỳ thì dựa vào đâu mà sec nghĩ là bitcoin và ethereum không phải là chứng khoán cái mà ripple muốn làm ở đây đó là thay gì chứng minh ripple không phải là chứng khoán thì công ty ripple đó lại muốn sử dụng một cái chiến thuật khác là nếu như mà sec không coi bitcoin và ethereum là chứng khoán thì công ty Ripple cũng muốn sử dụng cùng một cái logic đó, cùng một cách suy nghĩ đó để chứng minh là XRP cũng giống như là Bitcoin cũng giống như là Ethereum cho nên đương nhiên Bitcoin và Ethereum không phải đi chứng khoán thì uh, XRP cũng không phải đi chứng khoán. thì trước hết á, là bên của SEC đó thì họ nói là William Hinman À, theo họ biết là chỉ phát biểu cá nhân mình thôi chứ không phải đại diện cho SEC Nhưng mà luật sư của bên của công ty Ripple đó thì nói là không phải như vậy trước đây Và bây giờ cũng vậy khi mà một quan chức của SEC mà phát biểu đó là họ phát biểu đại diện cho SEC Chứ không phải là đại diện cho cá nhân Cho nên những lời nói của William mình là không phải là ý kiến cá nhân của ông ta mà là đại diện cho SEC Và bên SEC lại nói là không phải lúc nào muốn kêu gọi một quan chức thì có thể kêu gọi được để mà ra tòa để mà đối chấp với lại một người mà bị kiện như là công ty uh, Ripple nhưng mà đó quan tòa lại nói là không phải vậy. William nó cũng không phải là một người đối với lại SEC không phải là một quan chức lớn gì hết. Cho nên để công bằng thì William Hammond cần phải ra tòa để mà đối đáp với lại luật sư của công ty Ripple tại sao nghĩ Ethereum và Bitcoin không phải là chứng khoán và luật sư của bên uh, công ty Ripple sẽ chứng minh là XRP cũng có những đặc điểm tương tự như là Bitcoin và Ethereum cho nên cũng không phải là chứng khoán và bây giờ đó thì cái ngày mà ra tò của William Hinman đã được dời lại cho tới ngày 27 tây tháng 7 có nghĩa là một tuần nữa thì William Hinman sẽ ra tò thì đây là một cái điều kiện mà các bạn thấy được càng ngày càng nghiêng về phía của công ty Ripple và XRP và ngoài chỉ điều đó ra đó thì các bạn thấy được là không phải ai ở trong ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đều đồng lòng Bây giờ đó thì ban quản lý chứng khoán công Hoa Kỳ có 5 người tổng cộng đứng đầu. Cho bạn thì được là đương nhiên chủ tịch là Gary Gensler. Chủ tịch này đó là mới được xác nhận trong năm nay năm 2021. Nhưng mà ngoại trừ Gary Gensler ra thì bên dưới đó chúng ta có 4 người ủy viên. Trong đó là chúng ta có Hester Pierce. Đây là một người mà nhiều người gọi là crypto mom là một người rất là thích thị trường crypto này và thường hay nói tốt về Bitcoin, Ethereum và thị trường crypto nói chung kế đó đó Elad Roisman cũng là một trong những người mà rất nghiêng về và có thiện cảm đối với crypto và hai người còn lại thì thường không nghe nhiều đó chính là Allison Lee và Caroline Crenshaw hai người này thì thường không biết là suy nghĩ của họ như thế nào về tiền crypto này nhưng mà ít ra trong năm người này đã có hai người đó chính là Hester Pierce và Lad Roisman là hai người rất là ủng hộ crypto trong đó chúng ta biết được Gary Gensler đó là trước đây là giáo sư dạy về Bitcoin và Blockchain cho nên ông ta cũng là một người rất có thiện cảm và hiểu về thị trường crypto này cho nên bây giờ đó người ta mới là có cái sự lạc quan liên quan tới có một cái bịch con ETF được thông qua tại vì bây giờ năm người thì đã có ba người là đã nghiêng về thị trường crypto này rồi nhưng mà trong đây đó thì chúng ta có hai người Hester Pierce và Lad Roisman là hai người nghiêng về crypto nhất và trong một cái lời phát biểu gần đây chính thức được chia sẻ bởi SEC đó thì ủy viên Hester Pierce và Lat Roisman đã chia sẻ ngày 14 tây tháng 7 nghĩa là cách đây chỉ có 6 ngày thôi thì thông qua một cái dự kiện cũng là một dự kiện khác nhưng mà không liên quan tới Ripple. Đây là cái dự kiện giữa SEC và một, một công ty đó tên là Coin Schedule. Thì trong dự kiện này đó, công ty Coin Schedule đó, có một cái website gọi là coinschedule.com thì cái trang web coinschedule.com này đó trên đó có tổng cộng là 2.500 những loại token khác nhau và cái điều kiện này nói đó là công ty coinschedule này nhận tiền để mà đưa những đồng này lên trên trang web của họ và họ không có chia sẻ thông tin là họ nhận tiền để mà làm việc cũng như là những đồng này là những đồng mà thuộc về chứng khoán cho nên họ lại vi phạm được chứng khoán và cuối cùng họ đã phải đóng phạt Thôi nhớ là khoảng chừng là 200.000 đô cái tiền phạt không nhiều nhưng mà điều mình thường muốn chia sẻ ở đây đó là trong cái lời phát biểu ở trên trang web của SEC thì quỹ viên Hester Pierce và quỹ viên Ella Roisman chỉ vào cái vụ kiện này và nói là khá là thất vọng về SEC tại vì SEC đó chỉ biết phạt công ty nhưng mà lại không nói rõ là trong 2.500 cái token ở trên trang web coinschedule.com này đồng nào là chứng khoán đồng nào không phải cho nên đối với lại Hester Pierce và Light Roisman, là cái cách mà xử lý của SEC không hợp lý lắm cũng như là không có rõ ràng là làm sao mà những công ty này biết được là token của họ có phải chứng khoán hay không khi mà SEC chi phạt sau đó SEC cũng không có nói à, rõ ràng là đồng nào chứng khoán đồng nào là không phải thì dựa vào hai điều này đó cho nên nhiều người bây giờ rất là lạc quan về vụ kiện của công ty Ripple và SEC nhiều người nghĩ là bây giờ đã có nhiều cái sự kiện nghiêng về công ty Ripple hơn. Đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Có nghĩa là bây giờ đó nếu như mà SEC thật sự là không thắng được vụ kiện này, công ty Ripple không bị phạt cũng như là không thể bị buộc tội đó thì sau này mỗi lần mà SEC ra muốn kiện một công ty nào khác đó thì họ sẽ có nhiều khó khăn hơn. Thì nhiều bạn hỏi thường đó là tại sao mà Thuận không có còn đầu tư vào đồng XRP nữa? Thì có một điều mà các bạn nên hiểu đó là khi mà công ty Ripple bị kiện đó, thì những sàn ở Hoa Kỳ đã lần lượt loại bỏ đồng XRP cho nên vì lý do đó thùng đã quyết định là không đầu tư đồng XRP từ tháng 11 của năm ngoái đây là điều mà thùng cũng đã chia sẻ với các bạn rồi thì khi mà chúng ta đi vào đồng XRP ở trên Coinbase đó các bạn nhìn vào những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là những sàn nào cho giao dịch đồng XRP là những sàn mà không có bạn ở Hoa Kỳ như là sàn B2BX, à, sàn FTX, sàn WooTrade, sàn Binance.com. Các bạn thực đây những sàn mà các bạn không thể sử dụng nếu các bạn là người Hoa Kỳ. Cho nên tại sao mà nhiều người Hoa Kỳ bây giờ không đầu tư XRP? Tại vì đó muốn đầu tư cũng rất là khó. Tại vì uh, nhiều sàn bây giờ không còn cho giao dịch đồng XRP nữa. Đây cũng là lý do tại sao mà thường không tiếp tục đầu tư vào đồng XRP. Và thùng biết là cái video này cũng khá dài, thường muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ thông tin với các bạn à, Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị uh, trong cái video ngày hôm nay Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital, trong những mạng sòi các bạn có thể theo dõi bằng cách Là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital Các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin Bybit hay là sàn MT. bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để đăng ký group tín hiệu trade miễn phí thông tin sẽ nằm bên dưới cũng như là tìm hiểu những sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US cho những người nào mình thích giao dịch altcoin và những cái ứng dụng khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn